Bắt đầu nào. Ai bao nào đấy, trước khi là lên tu xích nhà ta là phải tập uốn dẻo trước đã anh em ạ. Đấy. Đúng rồi. Uốn dẻo lại cong hết người ra. Đấy, bổ biết các thứ lên đấy, mà tao mới đu này. Hôm nay trời nắng không biết là có đu được không. Đây, xin giới thiệu với anh chị em nhá. Ui xuôi. Đây là anh Nguyễn Văn Hùng. Chuyên chơi môn thể thao xích đu vòng tại công viên Yên Sở. Anh là một bậc kỳ cựu, gọi là kỳ cựu chơi môn thể thao này. Dù trời mưa, trời nắng, trời gió, anh em vẫn cứ chơi. Đây, anh đang tập những động tác. Mới bị trơn. Trông rất chuyên nghiệp. Trơn quá. Trơn quá. Nước trơn quá. Ôi rồi anh đã tuột rồi. Tuột rồi. Vì